Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay có anh em lãnh công trình thực tế sẵn đây, mình quay lại quy trình của mấy anh em làm cho các bạn xem để các bạn tham khảo học. Ở đây thì mấy anh em đang hàng khung bảng các bạn. Cái bảng hiệu này thì cũng khá dài á, cái bảng này gần 10 mét các bạn. Đó, đây dài tới đằng kia luôn các bạn. Mấy anh em giờ này buổi sáng mấy anh em đang hàng khung các bạn. Cái bảng này thì mình hàn khung xong mình lót alu các bạn, rồi mình dán led bên trong, rồi mình căng bạc hay led bọc bên ngoài, là ban đêm mình ghim lên là đèn led nó dạ lên cái bạc hay led là đẹp lắm các bạn. Để mình quay từ từ, mình quay hết cái quy trình làm cho các bạn xem, các bạn nắm. Để cái bước đầu hôm nay là mấy anh em hàn khung nè, mấy anh thợ của mình đang hàn khung nè các bạn. Cái này mình xài, mình dùng sắt vuông, dưới bên diện ngoài thì mình xài kèm thêm là cái sắt V các bạn, đặng mình bắn vào cái khung bảng bên nhà bên kia cho nó chắc các bạn. Bên kia là hai cái tòa nhà đôi các bạn, hai căn nhà đôi đó là gần 10 mét á, cái bảng này 9 mét mấy á. Đây là mấy anh em đang gia sắt để hàng cột và khung ở bển này các bạn. Vừa hàng khung ở bên bảng bên đây, đồng thời đang làm cái khung ở bên bên phía bên cửa hàng bên các bạn. Thì mình quay này rồi hôm sau mình sẽ quay tiếp cái công đoạn anh em dán led, mình ghép vào video này luôn để cho các bạn nắm ha. Cái này thì buổi sáng anh em chắc làm được cái khung với ốp alu thôi các bạn, tại cái bảng cũng lớn nên làm cũng lâu á. Mình quay cái clip này chắc phải 1-2 ngày mới xong các bạn. Giờ này cũng không có nắng lắm, ngồi cũng có gió cũng mát, các bạn mấy anh em làm cũng được. Cái bảng dài nên mình phải nhờ cái vỉa hè này mình làm các bạn. Mình làm bên lộ nè, để bảng với lộ nữa anh em kéo lên. Rồi sau này để cái khâu mà ốp alu, ốp cột với ốp mặt đáy của cái mặt dựng của cái bên cửa hàng đó, mình quay luôn từng công đoạn cho các bạn xem, các bạn nắm ha. Để các bạn nắm cái quy trình làm bảng hiệu các bạn. Rồi khi mình nắm rõ cái quy trình này rồi thì các bạn đi làm bảng hiệu ở đâu thì nó cũng tương tự nhau các bạn. Cái quy trình cũng giống vậy đó. Rồi hôm nay thì anh em sau khi hàng khung bảng xong thì hôm nay anh em mới tiến hành gắn led vô này các bạn. Ở đây thì lưu bu công chuyện mình tới hơi trễ nên mình quay anh em tới đây, anh em đã dán được một khúc đèn led này các bạn. Đó, ở phía ngoài khung thì mình có kèm thêm cây V các bạn, mấy anh em có kèm hàng thêm cây V, tại cái bảng nó quá dài các bạn, nó lớn quá, phải hàng cây V cho nó cứng cái khung, đặng mình kèm mình bắn với cái khung của cái nhà đó để cho cái bảng nó cứng các bạn. Đó, ở đây thì mình xài led vậy đó các bạn, led đúc con led này siêu sáng, nó cũng to các bạn, bề cao con led này chắc khoảng 2 phân với 3 phân ạ, bề ngang cũng gần 4 phân các bạn. Con nào lấy to to hay không các bạn. Đó, mình nói dài theo bảng như các bạn. Ở đây mấy anh em nè, đây nè, một bịch lớn như này các bạn. Đó, một bịch to vậy đó. Mấy anh em đang xé lấy đó. Đó, bịch led to vậy đó các bạn. Đó, bịch bự vậy đó. Đó, kéo ra thì nó có từng dây vậy đó các bạn. Rồi mấy anh em chia nhau rồi dán thôi. Đây, để mình quay cận lên cho các bạn xem. Đây đó, cái bịch bự này các bạn. Đó, cái bịch bự này các bạn. Đó, một bịch lớn vậy nè. Đó, một bịch gì đó, nó nặng chịch luôn các bạn. To lắm, to luôn. Đó, một bịch như vậy là một dây là 20 con các bạn, một bịch gì là 200 con. Đó, nó bự là cầm nặng chịch luôn các bạn. Đó, một dây nó dài 20 con vậy đó. Đó, mấy anh em chia nhau rồi cầm mà dán thôi các bạn. Mình dán theo thôi. Cái này thì khi làm á các bạn
phải biết Corel đó các bạn, Corel á, phần mềm Corel á, các bạn phải lên máy các bạn thiết kế thì biết cái nền bản nó bao nhiêu, rồi trên cái nền bản alu này mình để là cho mấy cái sọc led đó các bạn, chia ra là mấy dãy, mỗi một khoảng cách một con led nó cách nhau là khoảng một tấc rưỡi các bạn, tấc mấy đó, thì các bạn mới kéo dài ra trên Corel nữa, mình mới tính chính xác là ở trên cái nền bản này nó bao nhiêu con led, rồi mỗi con led nó sáng bao nhiêu watt, nó có bao nhiêu ampere, các bạn mới tính là được cái nguồn nha các bạn. Ở đây thì mình quay nhiêu đây các bạn tham khảo được ở cái khâu này thôi, chứ mà kỹ thuật kia các bạn phải nghiên cứu học thêm các bạn. Hôm nào có dịp làm đi rồi mình sẽ quay về mình chỉ tiếp cho các bạn. Hôm nay thì ngoài công trình thì mấy anh em làm nhiêu thì mình quay nhiêu cho các bạn tham khảo thôi. Đó, mấy anh em dán như này các bạn, đó dán dính nhiêu vậy thôi. Led này thì nó cũng đơn giản các bạn, nó có hai cái cộng âm dương thì mình nối lại thôi. Đó. Nhưng mà mình phải biết bao nhiêu con led là bao nhiêu ampere, rồi mình tính bao nhiêu cái nguồn nữa nghe các bạn. Chứ không thôi là nó cái sức kéo của cái nguồn đó, không đủ ampere là nó kéo không nổi. Rồi đôi khi nó kéo nửa chừng một thời gian, nếu mà cái nguồn yếu quá thì cái nguồn nó bị sụm, bị đứt luôn các bạn. Led này led xịn đó các bạn, led đúc đó, chống nước á. Tuy là nó chống nước nhưng mà khi mình làm cái bảng hiệu lớn này các bạn, với cái mặt dựng á, cái máy ga cho người ta là phía trên mình cũng phải làm chống thấm, với hai nữa là chống mưa, mình lót một mình hàng mình lót ngang một miếng ton lớn luôn các bạn, để che cho đừng có mưa xuống á. Tại đôi khi nước nó vô thì lâu ngày cái con led nó cũng chết các bạn. Nó ẩm nó hư, nó một giây rồi các bạn. Còn riêng mà hai cái cộng dây mà âm dương ra các bạn phải mua cho nó khác màu đi, khác màu để mình câu đừng có bị lộn dây các bạn, khi mình lên cao mình câu á, mà cái dây cái lỗi phải to nha các bạn, tại cái này cái lượng led nó nhiều là nó kéo điện lắm các bạn. Nếu mà cái dây mà dây điện các bạn mua mà dây nhỏ quá, về lâu mình già xài á, là nó không có bền các bạn, đôi khi nó mục nó hư dây và nó không có đủ tải cho cái số lượng led này các bạn. Xài lâu ngày nó bị nóng dây, mà khi mình lắp cái bảng này thì nó nặng, nó vất vả lắm các bạn, 5-7 anh em kéo lên mới nổi cái bảng này, mà khi mà nó hư bảo trì bảo hành thì rất là vất vả các bạn. Mình sửa cho người ta là khó lắm, nên mỗi lần làm khó, mình phải làm cái dây lớn mình mới xài được bền các bạn, phải chú ý cái đó. Đó, đứng bên đây là mình quay ở tòa nhà bển, mấy anh em đang làm bển các bạn. Bên đây xả sắt xong là mấy anh em ở bển hàng tiếp các bạn, để mình qua bển quay tiếp cho các bạn xem. Đây là mấy khung của mấy anh em đã làm mình đi chút đỉnh này các bạn. Đây là khung nè, đó có cái máy ga nữa đó các bạn, nữa cái bảng mình gác lên đó đó. Rồi hôm sau mình sẽ làm tiếp cái clip là hướng dẫn các bạn về ốp alu luôn, ốp cột này luôn. Và mình quay mấy cái đồ nghề mấy anh em làm luôn, rồi cách ốp alu, cách ốp mặt đáy đó, mặt đáy của cái khung đó các bạn, rồi cách phay alu sao và cách lên bảng sao, mình sẽ chia ra nhiều clip. Mỗi ngày mình lại công trình mình sẽ quay cho các bạn xem. Cái công trình này chắc mình quay vòng chắc cũng phải cả tuần mới xong các bạn, tại mỗi một khâu mấy anh em làm mà cũng lâu, đôi khi một khâu mấy anh em làm cả ngày mới khâu rồi hôm sau mình mới quay tiếp, mình ghép vô cho các bạn xem được. Bây giờ mấy anh em đang hàng tiếp khung với hàng cái khung cột đó các bạn. Mấy anh em hàng mấy cây sắt vuông, nó vuông chỗ đó đó, là mấy cây cột các bạn. Mấy cột đó mình giấu mấy cái ống nước, giấu dây điện luôn các bạn. Đó, đang cho cái nhà nó đẹp đó. Các bạn nắm quy trình này rồi là sau này các bạn làm bảng hiệu với ốp elu, cửa hiệu hay là shop, hay là công ty, hay là cửa hàng vậy đó. Các bạn ốp là nó cũng tương đồng nhau, và cách làm cũng như nhau, tương tự nhau các bạn. Mấy anh em làm nghề này cũng vất vả các bạn, ngoài nắng không đó, nó leo trèo trên giàn giáo không vậy đó. Đó, mấy anh em đang hàng khung đó. Ngày mai mình sẽ làm tiếp với các bạn cái clip là chi tiết về ốp alu của bên đây ha.
để lên bảng mình cũng quay cho các bạn xem. Đó, cái bảng bên kia các bạn. Rồi video của mình hôm nay đến đây là hết á. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn.